bà gấp cho nè. Vâng ạ. Món này ngon lắm nè, ăn thêm đi con. Gấp cho con, ăn thêm đi con. Cả nhà yêu con nên mong con luôn luôn ăn no. Nhưng mà nếu ăn quá nhiều dáng giòn sẽ nặng. Đừng lo, vì đã có trà Oolong Tea Plus với OTPP giúp hạn chế hấp thu chất béo. Oolong Tea Plus. Tết này ăn thỏa yêu thương. Oolong Tea Plus, ăn Tết ngon nhẹ dáng.